chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy chân như. Vì sao? Vì tánh của chân như là không, không sanh diệt, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không, không sanh diệt, chẳng thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy pháp không quên mất. Vì sao? Vì tánh của pháp không quên mất là không, không sanh diệt, chẳng thấy tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì tánh của tánh luôn luôn xả là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, không sanh diệt, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, không sanh diệt. Bạch Thế Tôn, sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng sanh thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần, thọ tưởng hành thức cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng sanh thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên nhãn xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, sắc xứ chẳng sanh thì chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần, thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên sắc xứ chẳng sanh thì chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, nhãn giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì nhãn giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên nhãn giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn giới, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, nhĩ giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì nhĩ giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên nhĩ giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ giới, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, tỷ giới chẳng sanh thì chẳng phải là tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc
Cùng các thọ cho tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì tỷ giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên tỷ giới chẳng sanh thì chẳng phải là tỷ giới. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thiệt giới chẳng sanh thì chẳng phải là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì thiệt giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên thiệt giới chẳng sanh thì chẳng phải là thiệt giới. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, thân giới chẳng sanh thì chẳng phải là thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì thân giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên thân giới chẳng sanh thì chẳng phải là thân giới. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, ý giới chẳng sanh thì chẳng phải là ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì ý giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên ý giới chẳng sanh thì chẳng phải là ý giới. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, địa giới chẳng sanh thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì địa giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Thủy hỏa phong không thức giới cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên địa giới chẳng sanh thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế khổ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Thánh đế tập diệt đạo cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên thánh đế khổ chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vô minh chẳng sanh thì chẳng phải là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng sanh thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì vô minh cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên vô minh chẳng sanh thì chẳng phải là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng sanh thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Bạch Thế Tôn, cái không nội chẳng sanh thì chẳng phải là cái không nội.
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng sanh, thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì cái không nội cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên cái không nội chẳng sanh thì chẳng phải là cái không nội. Cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng sanh thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Hết quyển thứ 70.